Chào mừng bạn đang đến với kênh SHI. Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Một mối tình, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, do SHI thực hiện. Mưa vô mùa, nghĩa là hết một đợt dài lưu diễn, tôi về quê. Má tôi chặt tre, giúp nếp, cặm cụi ngồi gói bánh cà bắp, nấu một nồi tám đầy chung bánh. Tôi hỏi má gói chi nhiều vậy, má cười: cho cha con thằng bầu, tội nghiệp tụi nó, nhà không có đàn bà nên cũng có bánh trái gì ăn đâu. Tôi dành: chừng nào bánh chín để con đem qua bển cho. Mà má nè, anh hai có tính bước thêm bước nữa chưa? Hả má? Má tôi cười: chưa, má biểu nó hoài. Mà cái con này, lần nào về cũng hỏi có mỗi chuyện đó. Mình à? Mình sao? Lần nào cũng hỏi chuyện đó à? Ủa, hỏi hồi nào, sao mình không hay gì ta? Tôi ngủ lưng một giấc, bánh chín, một tay tôi bưng rổ bánh, tay kia xách cây dầm xuống bến. Có xa xôi gì đâu, từ nhà tôi bơi dọc theo rạch Ô Môi, ngược lên hướng mặt trời mọc chừng trăm thước là đã tới nhà Trọng rồi. Nhà Trọng nhiều thiệt nhiều cây Ô Môi, bông đỏ, lá xanh, trái chín không ai ăn. Tụi con nít móc xuống làm gươm đánh nhau chan chát. Hai bên đầu nhà trồng toàn vú sữa, cao lớn lắm, già lắm, cỗi cằn lắm, lâu rầy không thấy có trái trăng gì hết. Dưới mé kinh còn nguyên một đám nga cao ngồng. Mà hết cái xóm kinh này có ai có cái nhà vừa cũ vừa xưa như nhà Trọng đâu. Ở nhà Trọng có nhiều thứ mấy chục năm rồi không thay đổi. Cảnh cũ giữ nguyên đã đành, tánh tình lớp người sau cũng y chang người trước, như từ một khuôn đúc ra. Như Trọng vậy, 10 năm kể từ ngày chị ái tôi bỏ Trọng đi, Trọng vẫn giữ nguyên cái khăn tròn tắm treo đầu sào, chiếc nón lá hoa nhung đã ngả màu thâm sì, cũ mềm. Giữa cây lược sừng đã gãy mất mấy cái răng, với cái kiến soi để ở đầu giường, như thể chị hai tôi vẫn còn ở đâu đây. Như thể chút nữa khi tắm xong, chị sẽ bước vào, chải đầu, rồi dựa nghiêng đầu, dù quạt không khô tóc, bên cái cửa buồng trông ra hàng lơn nước. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, lá vú sữa khô nằm trên mái nhà sẽ tuôn xuống như mưa. Sao tôi lúc nào cũng thèm ngồi ở đó, ở cái vị trí yên bình đó. Nhất là bây giờ, khi tôi vừa lang thang hết một mùa nắng. Nhất là khi nghe Trọng biểu thằng bầu ở nhà bắt nồi cơm, để anh đi nhổ vài cọng bông súng nấu canh với mấy con cá vừa thả câu được hồi hôm. Tôi hỏi, đám trái giác ngoài bờ líp còn không? Thằng bầu nói còn. Vậy anh hai hái giùm em một mớ nấu chua ăn, thèm quá chừng. Tôi dặn giới theo, rồi Trọng quay lưng đi, không để cho tôi kịp nhìn anh kỹ. Nhưng thật, thà vậy. Trọng đứng lớ ngớ ở đây một hồi, thể nào không nén lòng, tôi cũng ôm chầm lấy anh mà khóc. Trời ơi, cảnh này, người này, sao y chang như năm ngoái, năm kia. Chỉ khác là thằng bầu đã lớn bộn lên và mớ tóc bạc trên đầu Trọng đã thay đổi. Nó trắng thêm, nhiều thêm. Tôi tự hỏi mình, lòng đang nghĩ đến cái gì mà đau quá vậy cả. Chị ái, tôi với Trọng cùng một đám con trai con gái nữa lớn lên cùng nhau trên cái xóm rạch Ô Môi này. Cỡ 17-18 tuổi, thấy Trọng thương quá, tôi nói chơi chơi với chị ái: em xí thằng Trọng. Chị tôi cười ngất, xong trệ môi như đưa đò: người ta mà lấy em như trái bình bát chín cây vậy, bày đặt xí phần. Ba Trọng mất sớm, má đi lấy chồng ít về. Từ nhỏ Trọng sống với ông nội. 10 tuổi ông nội cũng mất. Đang ở tuổi con nít chưa hết con nít, người lớn cũng chưa tới người lớn, anh đã gánh vác trọng trách lo hương quả cho gia đình. Một mình với hai con chó, một con mèo. Học xong Trọng còn phải quần quật với chính công ruộng, một mảnh vườn đất cằn cỗi, già nua, lâu rầy không thu được quê lợi gì, nhưng quý là trên đó chôn cả thảy chính cái mã ông bà.
và ngôi nhà gạch đã có ba đời, cất trên nền cao theo kiểu chữ công. Ba gian nhà rộng mênh mông trông ra cái sân gạch trơn rêu. Mút sân là cái hàng rào chắn ngang, đứng dưới mé sông nhìn lên, dãy hàng rào che tầm nhìn. Chỉ thấy thấp thoáng mái ngói lợp trầy màu, vừa xanh vừa mốc. Nhà trọng có một cái lạ nữa là trên bàn thờ lúc nào cũng trông đèn. Ngày tháng này qua ngày tháng khác, năm này qua năm khác, ngọn đèn truyền thống từ đời cố trọng, nội rồi tới trọng không bao giờ được phép tắt. Chiều nào chị em tôi đi ngang qua cũng thấy trọng lọ mọ ngồi lau cái bóng đèn hột dịch ám khói, châm dầu bằng cả cái vẻ mặt thành kính nâng niu. Lúc đó tôi ước thầm, phải chi trọng ngỏ lời thương, tôi sẽ làm hết thảy công việc đó thay trọng đến suốt đời. Đến khi trở thành bà già bà cốc kiết, tôi giữ lửa thì hay phải biết. Nhưng trọng thì thích chị ái hơn tôi. Trọng thương thầm chị cũng nhiều như tôi thương thầm anh vậy. Vậy mà anh không biết, còn cắt cớ biểu tôi làm mai. Nên có bữa, tôi hỏi má cho hai chị em đi coi hát. Tới cái đập vô sấm chẹt, Trọng đã bồn chồn chờ sẵn. Tôi trao chị cho anh, giả đò đau chân để tụt lại đằng sau một khoảng xa xa. Tới sân quỹ ban xã, Trọng với chị tôi mua vé vào coi hát. Tôi ngồi ngoài đầu cầu, đập mũi. Trọng không quên mua cho tôi một ly đá bào như để cảm ơn lắm lắm. Ngồi buồn, nghe hát văng vẳng trong kia, tuồng gì diễu nhau ong ống như gà kêu đẻ, nhưng nước mắt tôi chảy ròng ròng lúc nào không biết. Vài người trong đoàn hát thấy, họ hỏi, sao khóc mò vậy? Tôi cười, thưa, tại tuồng cải lương hay quá. Họ cười, sao nhảy nước mắt vậy? Đi hát đi, đem nước mắt của mình ra để lấy nước mắt của người ta. Tôi thưa má, cho lên thị xã xin vô đoàn cải lương Bông Tràm, lang thang nguyên một mùa nắng, mùa mưa về thăm má. Cũng có lúc gặp Trọng, kêu anh hai ơi, anh hai à, tuồng như anh em một nhà thương nhau lắm. Ai mà biết có thương thiệt. Cũng có lúc diễn cớ qua nhà thăm nom thằng bầu, ôm nó lên, nựng niệu, đã đớt, coi nó giống Trọng ở chỗ nào, mà giống chỗ nào tôi cũng ưa. Cũng có lúc ngồi trân trân ngó chị ái tôi mặc áo đỏ, chân xỏ guốc cao, đi ngút ngắt trong nhà, thấy không hợp mà cũng không muốn nói ra. Chị thì lại nhìn tôi xăm soi guốc giày, quần áo tôi rồi tấm tắc. Em sướng thiệt. Tôi cười. Chị cũng sướng thấy mồ. Anh Trọng hiền khô, lại thương vợ nữa. Chị cười nhẹ. Thương thôi thì được cái gì? Chị không hợp với cảnh nhà này. Thầy Thành nói vậy. Tôi hỏi, thầy Thành nào? Chị cười. Thầy mới về dạy ở trường xã mình nè. Thầy hay lại nhà chơi, chưa vợ nên hay biểu chị làm mai. Tưởng chuyện gì khó, con gái xứ này giỏi giang thiếu gì. Có lần thầy thấy chị ngồi lau ống khói đèn thờ, thầy bảo xứ này không có hợp với chị. Thầy nói câu nào nghĩ lại cũng trúng. Em gặp thầy một lần coi, thầy Thành nói chuyện hay lắm. Thì người ta từ thành phố xuống mà, nghe cái chuyện trên đó rồi, chị thấy sống ở đây chán thiệt. Chán thấy mồ đi, gì mà ngày nào cũng giống y ngày nấy, không thấy thay đổi gì hết trơn. Vậy rồi tôi lại đi. Một bữa má tôi lên thăm, mới bước chân lên cửa đã vừa nói vừa khóc. Con ái tệ quá, nó bỏ chồng nó theo người ta rồi. Biết nó hư thân như vậy, má thả sanh cái hột gà hột vịt còn hơn. Thôi, hết rồi, coi như đời này má không coi nó là con của má nữa. Rồi má hỉ mũi cái rột. Con coi kỹ, có phải cái nhà thằng Trọng chỉ có đàn ông sống được. Tôi không trả lời. Trọng mà rước tôi về bên ấy, chừng nào tôi bỏ đi. Trời ô môi rộng vô cùng, đất thênh thang vô cùng, bởi những khoảng trống mà chị hai tôi bỏ lại. Má tôi xấu hổ vì con gái một dạ hai lòng. Nhà có gì ăn cũng chắc chiêu cho cha con Trọng,
như bù đắp nỗi đau, nỗi thiệt thòi. Tôi cười thầm má tôi hoài. Buồn chuối xiêm, trái mướp, nấm rau với mấy cái bánh con làm sao bù đắp nổi một con người. Sao má tôi không đem tôi qua bển để đền, tôi hy sinh liền cho má coi. Nhưng từ lúc chị ái tôi bỏ đi, cứ mỗi lần qua nhà, trọng lánh đi chỗ khác, tôi buồn, trách. Thằng bầu mới 6 tuổi nhưng đã trở thành xướng ngôn viên cho ba nó. Nó biểu: chị Út đừng có giận, ba con nói gì chống má con quá, nhìn gì ba con chịu hỏng nổi. 10 năm rồi, không biết đã thay đổi gì chưa. Tôi hỏi thằng bầu lúc rầy ba nó làm gì mà đen thui vậy. Thằng bầu nói: hết mùa ba nó đi chạy xuồng ra bến đò ngoài thị trấn chạy đò dọc, nhiều công chuyện lắm, ba con nó còn coi sóc cái rẫy khóm ngoài liếp nữa. Trọng không nghèo nhưng cũng chưa đủ giàu để sửa lại ngôi nhà đã bẹo rệu. Mối mọt bù xè thi nhau tấn công vào những cây cột gỗ, bộ ngựa chân quỳ, mấy cái tủ thờ trường kỷ. Tôi nằm nghe rõ ràng tiếng bù xè nhai cây trẹo trẹo. Thằng bầu nói con mèo mướp càng già càng tệ, mỗi lần bắt được một con chuột là mỗi lần làm ngói rớt xuống bể tan nát. Thực ra chứ tài bươn chải tháo chát tằng tiện, lại thêm má tôi giúp đỡ, trọng có thể cất được một cái nhà khác gọn gàng vừa đủ để ở. Tôi nói gần xa chê chỗ này cây mục, chỗ kia kèo sắt gãy. Trọng nói: anh cũng lo không biết căn nhà này có qua nổi mùa mưa năm nay không, không biết cha con anh có còn giữ gìn được những bức liễn trạm trổ cầu kỳ, những bức tranh vẽ cảnh đồng quê, trời đất, trâu bò, trẻ con hiền hòa, những tờ giấy dán tường vẽ truyện trầu cao, truyện tấm cám, rồi cái giường, căn buồng, cái ngạch cửa. Bữa nào mưa lớn, hai cha con cũng chạy sức bất sang ban. Tôi hỏi chạy làm gì? Thằng bầu cười: chạy đi lấy đồ hứng nước dột đó, chị Út. Tôi cười: anh hai à, để về hoài đâu có được. Thôi, cất nhà mới cho rồi, ông bà mình rồi cũng hiểu cho mình chứ chấp nhất gì. Trọng chỉ cười nhẹ, ngó ra khoảng sân nắng. Thằng bầu cười: dì Út giống hệt ngoại, biểu y chang. Ba con nói với con hoài, ba con không muốn thay đổi gì hết, để má con nhớ được đường, nhớ được nhà mà về. Trời ơi, tới bây giờ trọng còn mong một ngày như thế. Cái ngày mà chị tôi sẽ trở về. Chị sẽ về ư? Sẽ về à? Không biết. Chỉ biết anh giữ nguyên cảnh cũ nhà xưa là để nhớ người đang sống. Tự nhiên trong bụng tôi thấy rầu. Bầu lại tròn con mắt: để con nấu cơm để dì Út một bữa. Mà chút xíu nữa cơm chín rồi, dì ở lại ăn cơm với hai ba con. Trừ ngoại ra, lâu lắm nhà con mới mời cơm được một người. Càng lớn, thằng bầu càng giống trọng, tử tế, đàng hoàng, lại pha thêm một chút gàn gàn. Bữa giỗ, trọng uống hơi nhiều, nó ngồi kế bên nhắc: ba, ông cố nói, uống rượu có chừng thôi, uống ít còn nhiều, uống nhiều là mất hết đó. Cao hứng cỡ nào, trọng cũng ngưng lại ngay đó. Ai cũng lạ khi thấy thằng con nói vậy mà cha cũng nghe. Bây giờ, bầu vừa bước qua tuổi 15, chưa chắc nó đã nhớ chuyện cũ. Hai dì cháu lụi hụi trong bếp. Tôi hỏi: bầu, con nhớ má không con? Nó ngần ngừ một lúc, nhìn quanh, rồi nó thì thầm: con cũng không biết, chắc là không. Nhưng con nói thiệt, con sợ ba buồn. Hồi má đi á, con mới chút tẳng chứ gì. Nó nói, có má cũng được, mà không có cũng được. Bây giờ quần áo rách, nó tự may được rồi. Nhà cửa nó cũng dọn dẹp gọn bâng. Nhưng cũng có lúc nó cần có má để hỏi vài chuyện. Tôi hỏi chuyện gì, nó cười, bẽn lẽn. Dường như những câu chuyện đó người ta chỉ dành để nói với má người ta. Tôi thương nó chút nữa đã ghì đầu nó, ôm vào ngực. Chợt nó hỏi: sao dì Út không lấy chồng? Dì ở vậy hoài, bà ngoại rầu lắm á.
chị còn phải đi hát. Đi hát vui hơn lấy chồng hả chị? Tôi cười. Lấy chồng vui hơn, nhưng phải lấy ngay trân cái người mình thương kìa. Còn đi hát thì không vui không buồn, mơ hồ lắm. Thấy cười ha ha chưa chắc là vui, thấy rặn ra một đống nước mắt vậy mà không phải buồn. Có lúc đang ở nhà lại muốn đi, có lúc đang hát trên sân khấu vậy tự nhiên thèm về nhà. Bầu hỏi tôi thường đóng vai gì, tôi kể nhiều lắm, hiền có, ác có, mà toàn vai phụ không thôi. Tự dưng tôi nghe nỗi buồn chao chát trong lòng. Tôi bảo, nhưng có một vai gì thèm mà không ai cho đóng? Vai gì hả? Vai một người bình thường, có chồng, sống với nhau trong căn nhà xưa, cũ kỹ. Buổi sáng chở mớ rau giường ra chợ, mua ít thức ăn mang về nấu bữa cơm trưa. Chiều phụ chồng mần cỏ rẫy, chạng vạng chờ chồng từ ngoài đìa vác một mớ bông súng bước vô nhà. Và để được nghe con trai mình nói với mình những câu chuyện chỉ để dành nói cho má nó nghe thôi. Ừ, vì chỉ ước có vai bình thường vậy. Trọng đang nằm chổng, tôi nghe nhịp đưa dùng dục, rồi cò kẹt dùng dằn chậm lại. Tôi biết anh có nghe lời tôi nói. Căn nhà tự nhiên lặng lẽ đến kỳ lạ. Nghe tiếng thằng bầu thở ngỡ ngàng, nghe cả tiếng ơ cá kho sôi tăm tăm trên bếp. Tôi ngửi thấy đâu đây mùi bông súng Đà Lạt thơm dịu, ngọt thanh, pha cái mùi tanh tanh của bùn dưới đáy ao. Không lẽ im re hoài? Tôi nói với Trọng rằng anh có nhớ chị hai thì cũng vậy thôi. Người vẫn chưa về, thử thương tôi đi. Tôi sẽ giúp thằng bầu nấu cơm, giá áo, giúp anh lau ống khói, châm dầu cái đèn trong nhỏ, giữ cho ngọn lửa suốt đêm ngày le lói đỏ như giữ dạng truyền thống nhà mình đã trăm năm nay. Sau này chị hai có về, tôi sẽ trao anh lại như ngày xưa vậy. Tôi làm cũng được lắm mà, gọn bân chứ gì. Mà trời ơi, Trọng ác với tôi chi vậy? Sao bắt tôi phải kìm lòng không được nói ra? Nhìn tôi mà không hiểu à?